Mời quý vị theo dõi bản tin trong nước của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay 6 tháng Giêng, tại Hội trường Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 56 năm ngày thành lập các lực lượng quyết tử đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn của các cựu chiến binh tiểu đoàn quyết tử 950, một đơn vị chiến đấu tại nội thành trong thời kỳ kháng chiến. 56 năm qua, kể từ khi thi hành Hiệp định Geneva, đất nước tạm thời bị chia thành hai phần, lấy sông Bến Hải làm ranh giới. Tiểu đoàn quyết tử 950 cũng có bộ phận đi tập kết và bộ phận ở lại sống công khai hợp pháp để cùng bà con thành phố đấu tranh cho hòa bình dân chủ và thi hành Hiệp định Geneva. Những người chiến sĩ biệt động năm xưa lại hội ngộ về trong những buổi họp mặt truyền thống đầy xúc động hàng năm. Ngày hôm nay mà chúng tôi tổ chức lễ ngày kỷ niệm 66 năm mà ngay khi Trung tướng Nguyễn Bình ký quyết định đó, thì chúng tôi cảm thấy hàng năm á, nhớ đến ngày này là đánh vào cơ quan xã hội huyệt của địch, phá những cuộc hành quân lớn của địch mà tập trung vào đây. In sâu cho tôi một cái nhớ là khi Trung tướng nói đánh vào hậu phương của địch á, thì gây các cuộc bẻ gãy của cuộc hành quân của địch rất lớn, thì đóng góp quan trọng vào cuộc chiến thắng thời gian đánh Pháp. Tôi tham gia kháng chiến từ năm 15 tuổi, là một nữ liên lạc đặc biệt trong nội thành cũng như là ra ngoài vùng giải phóng. Nhiệm vụ của tôi là mang thơ từ vũ khí và dẫn cán bộ ra vào từ nội thành ra ngoài giải phóng. Đó là nhiệm vụ của tôi. Và tôi đã cũng cùng với các anh chị em góp cái phần các cái trận đánh lớn và kết thúc của cái trận đánh trong 9 năm kháng chiến của quyết tử chúng tôi là đốt kho bom Phú Thọ Hòa do Bùi Văn Ba anh hùng quân đội làm. Còn cảm tưởng của tôi bây giờ, tôi rất là xúc động và rất là hạnh phúc và cũng rất là biết ơn các đồng chí đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống, biết ơn nhân dân thành phố đã nuôi dưỡng chúng tôi trong 9 năm kháng chiến chống Pháp. Và đến ngày hôm nay chúng tôi còn được sống hàng năm họp mặt ở đây là một điều hạnh phúc và vinh dự. Và cũng là cái tình cảm của chúng tôi qua thời gian gian khổ, chết chóc, tù đầy. Lực lượng biệt động đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn năm xưa đã thu hút mọi tầng lớp, mọi giai cấp nhân dân trên con đường đem lại hòa bình cho Tổ quốc. Ngày nay, trở về đời thường, mọi người lại tiếp tục cống hiến trên nhiều lĩnh vực xã hội để góp phần xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh. Ủy ban Nhân dân quận 6 thành phố Hồ Chí Minh đã sơ kết việc thực hiện Nghị định 87-88 trên CP và Chỉ thị 814 trên TTG của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17-60 của Ủy ban Nhân dân thành phố trên địa bàn quận trong năm 2001. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Qua một năm triển khai thực hiện Nghị định 87-88 CP và Chỉ thị 814 TTG của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17-60 của Ủy ban Nhân dân thành phố, địa bàn quận 6 đã có những bước chuyển biến khá tốt. Các loại băng đĩa hình có nội dung độc hại không còn lưu hành công khai trong các cửa hàng, xóa trắng các điểm bán lề đường. Hầu hết các điểm kinh doanh karaoke đúng quy định đã chuyển sang dạng phục vụ gia đình, giảm đáng kể tình trạng kinh doanh cà phê đèn mờ, bia ôm. Quận đã triển khai 1.500 lần kiểm tra các hoạt động gian quá và dịch vụ gian quá, phát hiện và xử lý 830 vụ vi phạm, đình chỉ hoạt động 48 cơ sở, rút giấy phép 22 cơ sở. Trong năm qua, các ngành chức năng của quận 6 đã phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng môi trường gian quá lành mạnh. Sự triển khai đồng bộ nhịp nhàng giữa các đơn vị cấp phép, quản lý và kiểm tra đã góp phần đảm bảo cho hiệu lực thi hành các văn bản pháp luật nhà nước. Bên cạnh đó, hoạt động tích cực của các đoàn thể và mặt trận Tổ quốc trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở các khu dân cư, nhân rộng các mô hình điểm sáng văn hóa tại các địa bàn trọng điểm, xây dựng đơn vị văn minh sạch đẹp an toàn để làm nền tảng cho hoạt động chống ngày càng đạt hiệu quả. Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em quận Tân Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời tổng kết chương trình hành động vì trẻ em 2001. Quận Tân Bình qua 10 năm thi hành luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em đã tạo được sự chuyển biến nhận thức từ các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các bậc phụ huynh về việc thi hành luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em và Nghị định 374 của Hội đồng Bộ trưởng. Từ đó tác động được toàn xã hội tham gia công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Qua các phong trào, người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan,
phong trào xây dựng gia đình văn hóa mới, toàn dân xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, xây dựng câu lạc bộ gia đình hạnh phúc đã tạo được sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành. Việc thực hiện các quyền trẻ em ngày càng được quan tâm nhiều hơn, như quyền được khai sinh và có quốc tịch, quyền được chăm sóc nuôi dạy để phát triển thể chất, trí tuệ và đạo đức, quyền được chung sống với cha mẹ, được tôn trọng bảo vệ tính mạng, thân thể và danh dự, được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về vấn đề có liên quan, quyền được chăm sóc bảo vệ sức khỏe, được học tập, được vui chơi, giải trí, lành mạnh, vân vân. Quận cũng luôn chủ động tháo gỡ những vướng mắc khó khăn khi thi hành luật như việc khai sinh, việc đưa trẻ đến trường, kịp thời can thiệp giải quyết các trường hợp vi phạm đến quyền trẻ em như trẻ em bị ngược đãi, bị xâm hại tình dục. 10 năm qua, từ khu phố, phường và quận đã huy động trên 3 tỷ 600 triệu đồng, vận động đỡ đầu trợ cấp xe lăn cho trẻ khuyết tật, mồ côi, đặc biệt khó khăn, vân vân. Dịp này, Ủy ban Dân số và Gia đình thành phố đã tặng giấy khen cho 25 tập thể và 35 cá nhân của quận đã có thành tích xuất sắc 10 năm qua trong công tác truyền thông, thực hiện luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Liên đoàn Lao động quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm 2001 và đề ra phương hướng hoạt động công đoàn năm 2002. Năm qua, giá trị tổng sản lượng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận 3 đạt trên 1.160 tỷ đồng, tăng 35%. Trong đó, khu vực nhà nước tăng 30%, khu vực ngoài quốc doanh tăng 1% so với năm 2000. Số công đoàn cơ sở cũng tăng lên đáng kể, đã phát triển thêm 34 công đoàn cơ sở, kết nạp thêm 523 đoàn viên, nâng tổng số công đoàn cơ sở của quận trên 140 đơn vị, với 13.640 đoàn viên công đoàn trên 14.482 lao động. Từ quỹ SEP và quỹ xóa đói giảm nghèo đã giúp cho trên 240 lượt công nhân lao động vay vốn làm thêm kinh tế gia đình với tổng số tiền 623 triệu 500 ngàn đồng, giúp cho đời sống công nhân lao động ngày càng được cải thiện. Phát huy những thành quả đạt được, năm 2002, Liên đoàn Lao động quận 3 tiếp tục triển khai sâu rộng hoạt động công đoàn xuống các cơ sở, tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công đoàn, phát huy phong trào lao động giỏi, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục để mỗi công nhân viên chức lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực cho bản thân, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện cũng như học tập quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9, góp phần nâng cao nhận thức chính trị và trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng của công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn. Công ty sản xuất nhôm gia dụng Happy Vina vừa được tổ chức BVQI Anh Quốc trao giấy chứng nhận đạt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 phiên bản năm 2000. Là đơn vị có 100% vốn của Hàn Quốc, hoạt động từ hơn 4 năm nay, công ty Happy Vina đã cung cấp cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu hơn 100 mẫu mã phục vụ cho nhu cầu của người nội trợ. Ngoài mặt hàng inox cao cấp, công ty còn sản xuất các mặt hàng bằng nhôm có giá thành hạ dành cho những khách hàng có thu nhập thấp. Sau thời gian thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, công ty đã giảm được tỷ lệ sản phẩm không đạt yêu cầu và giảm hao hụt nguyên liệu, đưa năng suất tăng lên 10% so với trước. Năm 2002, công ty đã nghiên cứu đưa ra thị trường mặt hàng mới là nhôm sơn màu theo mẫu mã của nước ngoài. Dự kiến năm nay, công ty sẽ tăng kế hoạch lên 30% so với mức đạt được của năm 2001. Ngoài thị trường nội địa, công ty còn xuất khẩu được sản phẩm sang Nam Phi, Úc, Canada và Indonesia với tỷ lệ chiếm 30% trong tổng sản lượng. Để phục vụ tăng cao trong dịp Tết, hiện công ty đang sản xuất 3 ca liên tục, đồng thời thực hiện chương trình khuyến mãi cho tất cả các mặt hàng. Từ 100 công nhân lúc đầu, sau 4 năm hoạt động, công ty đã tăng lên 750 người với doanh thu tăng 13 lần. Công đoàn trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khánh thành dự án khu nhà ở dành cho cán bộ, công nhân viên và giảng viên của trường tại phường Phú Hữu, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên của Công đoàn trường Đại học Bách khoa được thực hiện trong 4 năm từ năm 1997 đến năm 2001. Tổng diện tích của dự án là 26 ha, bao gồm 533 căn nhà vườn có diện tích từ 188 đến 400 m2, chiếm 60% tổng diện tích đầu tư, 40% diện tích còn lại dành cho các công trình công cộng, đường giao thông, hai cầu vượt sông, công viên cây xanh, trường học, công viên văn hóa thể dục thể thao, hệ thống thoát nước, hệ thống điện và hệ thống thông tin bưu điện.
Dự án được triển khai thực hiện theo phương thức là tính đủ chi phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư, hoàn tất trình tự về đất đai, quy hoạch, đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng, theo đồ án quy hoạch tổng mặt bằng được kiến trúc sư trưởng thành phố phê duyệt. Điểm đặc biệt của dự án này là công đoàn trường Đại học Bách Khoa đã chủ động đầu tư bằng 100% vốn góp của cán bộ giảng viên nhà trường, không hạch toán kinh doanh vào giá thành và phân phối đúng giá vốn đã định mức. Công ty đầu tư dịch vụ thành phố Invesco thuộc lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh đã được công đoàn trường Đại học Bách Khoa chọn làm đơn vị liên kết tổ chức thực hiện dự án đầu tư. Như thường lệ, vào khoảng thời gian này, giá ga tại Việt Nam thường có biến động nhẹ do ảnh hưởng ở thị trường quốc tế đang trong mùa đông. Nhu cầu sử dụng ga tăng đột biến, mặc dù nhà máy khí hóa lỏng trong nước là Vinco, nếu giữ vững năng suất cung cấp của mình thì sẽ đáp ứng được nhu cầu của các công ty cũng như người tiêu dùng lẻ trong nước. Tuy nhiên, theo các công ty kinh doanh ga tại thành phố Hồ Chí Minh, giá ga do nhà máy Vinco giao tại thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 1 năm 2002 là 292 đô la Mỹ một tấn, tăng 15 đô la Mỹ một tấn so với tháng 12 năm 2001. Do giá ga đầu vào tăng nên có thể các công ty kinh doanh ga sẽ tăng giá. Hiện tại, giá ga bán lẻ đến tay người tiêu dùng của các công ty chiếm thị phần lớn tại thành phố như Sài Gòn Petro, Petrolimex, Shell Ga đang vẫn chưa tăng giá khi đưa ra hệ thống các đại lý bán lẻ của mình. Nhưng với tình hình này, giá ga có thể sẽ tăng nhẹ trong vài ngày tới. Với những biến động nhẹ trên thị trường, hiện nay các công ty vẫn đang tìm kiếm nguồn ga dự trữ vì lo lắng cho tình trạng ga khan hiếm có thể xảy ra và đảm bảo nguồn ga cung cấp đến cho người tiêu dùng. Công ty Thái Bình Dương thuộc Bộ Công an đã khai trương cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm phòng cháy chữa cháy tại số 18 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng cung cấp lắp đặt các thiết bị báo cháy tự động, chữa cháy và chữa cháy tự động, đặc biệt là các loại cửa gỗ, cửa inox chống cháy, chống trộm, cửa cuốn các loại. Đây là lần đầu tiên công ty Thái Bình Dương hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài sản xuất cửa cuốn áp dụng theo công nghệ của Hồng Kông. Công ty Thái Bình Dương được thành lập năm 1990, hiện đang hoạt động có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, phạm vi hoạt động rộng khắp trong cả nước. Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công trình giao thông thủy lợi, lắp đặt các đường dây trạm biến áp điện đến 35 kV, lắp đặt các thiết bị chiếu sáng, đèn giao thông và điện công nghiệp. Để từng bước cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Dân lập Hùng Vương phối hợp tổ chức hội thảo khoa học về phương pháp dạy các môn khoa học Mác-Lênin tại giảng đường B, Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ Tin học. Hội thảo khoa học về phương pháp giảng dạy các bộ môn khoa học Mác-Lênin đều được tiến hành thường xuyên hàng năm tại các trường đại học. Nhìn chung, việc giảng dạy và học tập bộ môn này có nhiều bước tiến về nhiều mặt và thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình do Bộ Giáo dục Đào tạo quy định. Để từng bước bắt kịp xu thế phát triển giáo dục đào tạo, đồng thời triển khai nghị quyết chính của Đại hội Đảng, tiếp tục nâng cao việc dạy và học các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học. Hội thảo về chủ đề này ngay trong tuần đầu tiên của năm mới đã thu hút được các bài tham luận giá trị của các nhà khoa học và các giáo sư đang tham gia giảng dạy tại các trường đại học. Các đại biểu cũng đã tranh luận và góp ý sôi nổi về chất lượng giảng dạy cũng như quan điểm của người tham gia giảng dạy để có thể giúp ích cho việc phát triển các môn học này và góp phần nâng cao nhận thức của học sinh sinh viên trong việc xác định lý tưởng. Nhằm giáo dục cho các em thiếu nhi ý thức tiết kiệm trong cuộc sống hàng ngày, đóng góp vào phong trào và các công trình thiếu nhi của thành phố, Hội đồng đội quận Tân Bình đã phối hợp với Trường Trung học Phan Chu Trinh tổ chức ngày hội thu đợt 1 năm 2002. Trong ngày hội thu, đã có hơn 500 em học sinh đại diện cho 29 liên đội thuộc các trường phổ thông trung học trên địa bàn quận tham gia ủng hộ hơn 21 triệu đồng tiền mặt và gần 6 tấn giấy dụng, hơn 170 vỏ lon các loại. Trong đó, các liên đội có kết quả hội thu cao là Hoàng Văn Thụ, Bành Văn Trân, Phan Chu Trinh, Lê Lợi. Số tiền thu được sẽ được Hội đồng đội quận Tân Bình ủng hộ công trình vì trẻ em, góp phần cùng thiếu nhi thành phố xây dựng công trình khu sinh hoạt dã ngoại thiếu nhi thành phố tại huyện Cần Giờ và trao tặng 60 suất học bổng Nguyễn Bá Ngọc cho các học sinh nghèo hiếu học. Được biết, phong trào hội thu của quận Tân Bình được duy trì trong suốt 6 năm qua.
Hàng năm, Hội đồng đội quận cũng đã quyên góp hơn 30 triệu đồng để ủng hộ xây dựng các công trình như trường Trần Văn Chẩm, huyện Củ Chi, trường Tiểu học An Thạnh, tỉnh Bến Tre, tượng đài thiếu nhi thành phố.